bạn đến với Thách Là Chơi. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Medicine Media Group thực hiện, được phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và đến với chương trình, chúng ta sẽ được gặp gỡ những người chơi. Họ đến đây với một mục đích duy nhất là tìm ra được những người chiến thắng với những thử thách mà chương trình đặt ra cho các đấu thủ. Các đấu thủ sẽ đến đây để thể hiện cho chúng ta thấy những sức mạnh phi thường và những khả năng đặc biệt của họ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ 4 người chơi ngày hôm nay. Các bạn là những nghệ sĩ trẻ rất là năng động. Xin giới thiệu Thun Phạm. Ca sĩ Sĩ Thăng. Và xin giới thiệu Mẫu Ảnh Sơn Hắc Tê. Ca sĩ Minty. Chúng ta làm quen với nhau nhé, xin mời em. Xin chào anh Thành và xin gửi lời chào tới tất cả mọi người đang theo dõi chương trình Thách Là Chơi. Em tên là Thun Phạm, hiện tại thì em đang là một người dẫn chương trình. Bên cạnh đó thì em còn là một người sáng tạo nội dung. Cảm ơn bạn. Mời Sĩ Thăng. Em xin chào mọi người, em xin chào anh Thành, em xin chào chương trình Thách Là Chơi. Thì em tới đây là chơi thôi, tại vì mọi người cũng đã quen quá em rồi. Xin mời em. Em là Sun HT, hiện tại thì em đang là người mẫu ảnh và một blogger. Ok. Dạ. Em chào anh Thành, em chào các khán giả của Thách Là Chơi, em là Minty. Sau thời gian em training ở bên Hàn thì hiện tại em đang về Việt Nam để hoạt động với nghệ sĩ solo là ca sĩ. Hy vọng là ngày hôm nay các bạn sẽ có được những trải nghiệm thật là thú vị cùng với chương trình, để cho họ có được những cái kinh nghiệm cũng như là những cái tầm nhìn đúng về những đấu thủ khi đến với chương trình. Chúng tôi đã mời đến đây hai chuyên gia sẽ là cố vấn và họ sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ thông tin cũng như là những thuận lợi hay là hạn chế của đấu thủ của mình. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai chuyên gia mà chúng tôi đã mời từ NASA gì đấy. NASA. Dạ vâng ạ. Xin giới thiệu chuyên gia San Francisco và Khánh Si Ẩm. Chúng tôi là hai chuyên gia của chương trình. Tôi, Khánh Siam. Và công việc của chuyên gia là như thế nào? Kính thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi phải dành ra thời gian để tìm kiếm tài năng trong một số danh sách dài. Những tài năng không những giỏi mà còn phải phù hợp với những thử thách của chương trình thì chúng tôi mới lựa vào đây. Nhưng những thời gian tôi làm như vậy thì tôi phát hiện ra anh Lâm anh không làm như vậy thưa quý vị. Anh chuẩn bị những cái outfit vô bổ của anh. Vâng. Anh cho tôi hỏi là cái áo này có tác dụng là gì à? Vào đây không hiểu cái chuyện gì xảy ra mà mạng miếng của tôi cảm thấy nó bị lạnh. Chính vì vậy tôi muốn khoác lên mình những cái chiếc áo như thế này để giữ ấm cơ thể, để khi mà mình bung miếng ra cũng như là những cái kiến thức mình bung ra nó sẽ ấm áp hơn, chắc thịt hơn và nó có ý nghĩa hơn. Vậy tôi hỏi anh, 9 chia 3/4 bằng mấy? Tôi nghĩ là số tới. Là cái gì? Là anh tới số rồi đó. Cái gì anh nói ra mà tính toán rồi. À, thật ra thì thưa chuyên gia Lâm, tôi nghĩ rằng ta cũng có phần đúng khi là đã là một chuyên gia, anh nên tập trung vào kiến thức nhiều hơn là trang phục vào. Dạ vâng ạ. Dạ, nói về kiến thức, tôi cũng thử chuyên gia của tôi về một phản ứng hóa học. Ôi trời. Cho hai lọ mất nhãn. Mất nhãn. Baciclovir. Baciclovir. Natri. Natri. Đã chuẩn bị rồi mà còn gặp. Natri clorua nồng độ cao cộng với H2O nồng độ thấp sẽ ra phản ứng gì? H2O mà có vụ nồng độ thấp. Bản thân nó là nước thì làm gì có nồng độ mà thấp hay cao. Thổi ra là tôi thấy là cái nồng độ anh cũng cao lắm rồi. Anh có uống gì hay không? Tôi muốn thổi nồng độ cồn của anh. Anh còn tỉnh táo hay không? Đâu tham gia giao thông đâu, thổi nồng độ cồn. Vâng, thưa quý vị, tôi nghĩ rằng là những câu hỏi vô bổ như vậy không cần có câu trả lời. Để đến với chương trình, chúng tôi xin được mang lại một cái gì đó nó đáng tin hơn bằng một hình ảnh nam thần đẹp trai hơn. Đó là người sẽ nắm giữ bí mật để giao tiền đến cho các bạn. Wow. Đó chính là Mr. Bình An. Wow, hello Bình An. Cho mọi người biết trước là Tiểu Phẩm. Xin cộng, xin bằng 2, xin cốt, xin trừ xịn.
Mình có cần hỗ trợ diễn viên này không ạ? Tôi xin rút lại những lời vừa giới thiệu. Tôi nghĩ rằng cái phần này nó còn tệ hơn ngay phần nãy. Xin mời hot boy qua đây. Hai rất bình tĩnh với cuộc sống này. Dạ, xin chào mọi người ạ. Tôi là Mr. Vali, tôi đến từ Phú Thọ và tôi đặc biệt yêu thích toán học. Xin mời anh chia sẻ những kiến thức về chuyên môn để chúng ta tạo ra sự khác biệt với những chuyên gia vừa rồi. Vâng, ngày hôm nay tôi mang đến đây một chiếc vali. Và trong chiếc vali này chứa đựng đam mê của tôi, nhưng mà nó lại quyết định số phận của tất cả khách mời ngày hôm nay. Có cái gì mà quyết định số phận hả anh? Trong chiếc vali này chứa 10 phong bì, bao gồm 10 hệ số bí ẩn, cộng, trừ, nhân và chia. Ồ, tức là tiền nhiều hơn là nhân. Tiền ít nhiều hay là không chia là do quá trình các bạn chơi. Nhưng cuối cùng mang về được bao nhiêu tiền là do các bạn may hay rủi. Bây giờ các bạn mỗi người chọn giùm tôi một phong thư, nó quyết định vận mệnh của các bạn cuối chương trình. Viết tên mình vào phong thư để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không hoán đổi nó. Đã xong, bây giờ tôi sẽ niêm phong đam mê của mình lại. Đúng vậy, và cũng đóng gói ước mơ các bạn ấy lại luôn. Chúng tôi sẽ không bùa phép gì lựa chọn của các bạn cả, bởi vì nó sẽ nằm yên trên một chiếc hộp bí mật nằm trên kia. Wow. Ôi. Anh Lâm, hậu đài kéo nó lên nè. Kiểu có cảm giác giống trong phim quá. Đây còn hơn một bộ phim điện ảnh, mật thư đã được đưa lên. Cuối chương trình các bạn sẽ biết vận mệnh mình là như thế nào. Và không quên cảm ơn mì Kokomi 90 siêu năng lượng, vừa thách thức phải dư sức, đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, hãy cùng nhau bước vào thế giới của Thách Là Chơi. Quý vị và các bạn đang trở lại với Thách Là Chơi. Thưa quý vị, ở vòng 1 sẽ là đơn, đấu đơn. Chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ đấu thủ đầu tiên đến từ đội xanh, được bảo vệ bởi chuyên gia Khánh Xì ạ. Lời đầu tiên thì tôi xin gửi lời chào đến quan viên hai họ. Trước mặt quý vị đây là một chiến binh. Chiến binh ở đây không phải thiên về sức mạnh, mà anh ta còn là một chiến binh về ý chí. Anh có thể tự giới thiệu về mình được không? Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Trần Thành ạ và các người chơi ạ. Em xin giới thiệu, em tên là Hồ Sĩ Tuấn ạ. Hiện tại em là giảng viên đào tạo huấn luyện viên yoga chuyên đề nâng cao ạ. Ồ, là thầy của thầy. Thầy của thầy. À, thưa quý vị, đôi đỏ được bảo vệ bởi chuyên gia Sam Francis Lâm. Xin mời. Sam Francis Lâm. Hoành Tráng. Tôi chuyên gia Sam Francis Lâm xin chào mọi người ạ. Tôi nghe là thầy của những người thầy, thì ở đây cũng không thua gì thầy của những người thầy. Và anh ta đang là chợ đầu mối cung cấp các vận động viên tham gia người mẫu fitness lớn nhất ở Việt Nam. Chính xác, chức danh của anh ta gọi là gì ạ? Thạc sĩ giáo dục thể chất. Trời ơi, nghe cái chức danh siêu thú hồn. Xin mời anh giới thiệu về mình ạ. Dạ, em xin chào anh Trấn Thành cùng những anh chị chơi. Em là Vũ Minh Khoa, hiện đang là giảng viên trường đại học sư phạm giáo dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Những bộ môn của em chơi thì ví dụ như là gym, dance sport, bơi, yoga, võ thuật, nhào lộn, gymnastics, và em đạt được một số cái huy chương trong nước và ngoài nước ạ. Wow. Bây giờ tôi sẽ nói về luật chơi ạ. Như các bạn đã thấy, đây không phải chỗ đi múa lân. Không phải mày qua thung. Đây là cái chỗ để người ta luyện ý chí. Luyện ý chí là nghĩa là sao ạ? Xin hỏi tất cả những người ở đây, ai là người đã từng tập thể dục giơ tay? Mọi người đã từng tập thể dục có biết bộ môn plank là gì không ạ? Biết ạ. Plank. Plank là một cái bộ môn chúng ta tạo tư thế ở cái tư thế chống đẩy. Pose dáng lại. Và pose dáng lại để giữ cho cái cơ bụng nó chắc. Thì tay sẽ để ở đây và hai mũi chân sẽ để ở đằng kia. Nhiệm vụ của họ đơn giản, ai plank lâu hơn người đó thắng. Khó quá anh ơi. Cái này đều phải thể lực và tốt. Làm cách nào để đấu thủ của các anh chiến thắng trong trò chơi này là nhờ vào sự hùng biện của hai chuyên gia. Xin mời. Tôi mời đội yếu phát biểu trước ạ. Những người mà yếu thì mới nghĩ là đối phương là yếu. Đây là một huấn luyện viên yoga,
Và đây rõ ràng là một trò chơi dành cho thân chủ của em. Em chỉ nói vậy thôi, ai muốn chọn thì chọn. Tôi cảm ơn những cái lời gọi là binh vực rất là ngắn gọn, cũng như là không có chiều sâu. Tôi xin nói về thân chủ của tôi. Nhìn bờ vai rất là rắn chắc, bởi sao đã gánh tạ và đẩy tạ rất là nhiều. Thứ nhất là cái bàn tay cứng để bấu víu vào đầu A. Và cái chân cũng rất là khỏe mạnh bởi vì anh ta đã squat rất là nhiều. Squat? Nó không phải là squat à, nó là squat. Hả? Squat. Nó đó. Thứ hai, ở giữa không có cái gì hết. Chính vì vậy cái lực bụng cần rất là nhiều, chỉ có những cơ bụng tập hàng ngày hàng ngày. Thì bây giờ chúng tôi xin khoe bụng ạ. 3, 2, 1. Nói gì nữa, á à, gì đó. Cái đơn chủ tòa, anh Phan Xích Lâm này rất là nhiều lần sử dụng những biện pháp rất là soi mặn trong chương trình. Thế bên này có soi ngọt không ạ? Dạ không, đây là một dáng người rất là slim. Nhưng mà mọi người thử tưởng tượng cái game này. Khi mà chúng ta bước lên đây, cái chân và cái tay chúng ta chịu một cái lực rất lớn. Xa quá, xa quá so với ảnh rồi. Thưa quý vị tưởng là chương trình chúng tôi rảnh chế ra một cái khung dài thò để làm khó người ta à? Không, đây là một cái khung đã được đúc dựa vào chiều dài cơ thể của hai người đấu thủ này. Hay, một tràng pháo tay cho chương trình. 30 giây suy nghĩ, ai thắng? Bắt đầu. Em xong rồi á. Thời gian suy luận đã hết, bây giờ là lúc lựa chọn. 3, 2, 1. Chúng ta có 3 xanh 1 đỏ. Nếu như đội đỏ chiến thắng, cô gái áo đỏ kia là người duy nhất nhận được 4 triệu đồng. Còn nếu như giáo sư yoga thắng, 4 triệu sẽ được chia đều cho 3 bạn chọn màu xanh. Trận đấu bắt đầu. Cố lên nhanh nhá. Này chắc mấy anh phải được mấy phút. Là đi giày và nó sẽ khó bám hơn đó. Bắt đầu chúng tôi, những chuyên gia ngồi đây đã bắt đầu thấy có những vài cái chuyển động nhẹ của các vận động viên. Đúng là anh Thành nói đúng là khi mà đúng tư thế thì mọi thứ nó sẽ rất là nhanh mỏi. Cực kỳ luôn. Anh kia là theo nhạc của anh kìa. Anh còn lắc đầu luôn kìa. Bên đây đang rất là tận hưởng với cái điều đó, rất là lắc đầu. Còn bên đây ánh mắt giống như là đang đi về một cái cõi khác luôn. Cõi xa lắm. Yoga rất tĩnh lặng, ở bên kia kiểu dance sport. 2 phút đã trôi qua. Cả hai đang có dấu hiệu rất là rung và đang rất là muốn đổi thế. Cố lên anh ơi. Đây áo xanh là ôi, anh đang kiểu hít bụng lại thở ấy. Hít. Ai ép sát luôn á. Đồng cảm với lại vận động viên. Đúng rồi, chúng tôi muốn chia sẻ. Dạ màn quá. Xin các đấu sĩ chú ý phần mông của mình. Bên màu đỏ, đội màu đỏ mông hơi cao à. Vỗ tay anh em ơi. Dân chuyên, dân chuyên. Cố lên các bạn ơi, chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Tình yêu của em để nơi anh ạ. 4 phút đã trôi qua. Bên kia đúng rồi, cố lên. Tự phá kỷ lục bản thân. Kết thúc. Quá tuyệt vời. Quý vị và các bạn thân mến, trò chơi đã kết thúc. Họ là những siêu nhân thật sự. Và chúc mừng đội đỏ đã chiến thắng. À, thưa anh, người ta là hợp lý, còn anh là chỉ ăn ké thôi à. Anh không nên hỗ trợ mà nãy giờ không anh chỉ nên ngồi đó. Thưa quý vị, và thành tích của thầy yoga là 4 phút 06 giây. Hay quá, giỏi. Và của anh vận động viên thạc sĩ thể chất là 4 phút 22 giây. Hơn nhau 16 giây đồng hồ thưa quý vị. Nói gì thì nói, anh này mà anh tập ra cái cơ thể anh như thế này thì quý vị biết là cái lực của anh cỡ nào. Nhưng mà mình thấy là anh này rất là slim fit mà trụ lâu được cỡ đó. Đây là thực sự một cái điều đáng nể, đáng kinh ngạc. Chúc mừng đội đỏ thạc sĩ Minh Khoa Xuân Hà. Anh ơi, MC ơi.
Xuân HT là người duy nhất có 4 triệu vì đã lựa chọn. Yeah. Ôi chị ơi! Thôi rồi hết chị em rồi em. Dạ, cảm ơn anh. Một lần nữa xin được cảm ơn hai đấu thủ rất tuyệt vời đã cống hiến phần trình diễn vừa rồi. Quý vị và các bạn đã trở lại với Thách Là Chơi. Đây là vòng 2, sẽ có hai đội đấu với nhau. Thì ngay bây giờ mời các bạn cùng gặp gỡ đội đỏ được bảo vệ bởi chuyên gia Khánh Si Ảm. Xin mời. Quý vị đây, tôi không biết gọi họ là những vận động viên hay là những nghệ sĩ. Bởi vì sao? Bởi vì công việc bộ môn mà họ đang học và làm đó chính là bộ môn nhào lộn nghệ thuật. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay cho các bạn trẻ đến từ câu lạc bộ Chicken Sài Gòn. Đội xanh được bảo vệ bởi chuyên gia Sam Francis Lâm. Phần giới thiệu đàn gà con của chúng tôi. Gà chị đâu rồi ạ? Con. Dạ, xin chào các anh chị nghệ sĩ. Em tên là Thanh Phương, là đội trưởng của đơn vị Voi Nam Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đội ngày hôm nay thì người có tuổi nghề cao nhất là 7 năm, còn lại thì 2 đến 3 năm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là thử thách của chương trình mang đến cho hai đội là gì. Các bạn thân mến, nhìn tôi có vẻ rất relax phải không ạ? Vâng. Đó là cảm giác khi chúng ta đứng vào một cái bục nhúng như thế này, chúng ta sẽ rất là relax. Nhưng hết hồn. Với hai đội này thì không. Đây sẽ là cái bục nhúng làm cho họ phải chao đảo và căng thẳng. Nhiệm vụ của hai đội là từng thành viên phải tham gia thi đấu cho đến người cuối cùng. Và xuất phát là từ đó. Chạy ra tới đây. Sau đó bật qua cái sào này, đứng được trên cái vòng tròn có đường kính là 70 cm. Chúng ta làm như vậy. Tôi là chỉ búng tới đây thôi, nhưng họ phải búng tới đây. Tôi không phải là vận động viên, tôi không thể búng được lên tới đây. Nhưng búng lên tới đây vẫn chưa phải là mục đích cuối cùng. Bởi vì lên đây chào đảo sao, đúng không? Mất trận té văng ra đây thì không được tính và phải trở lại và xuất phát làm lại từ đầu. Chưa hết, khi mà họ lên được tới đây nè thì cái người đầu tiên phải ở trên đây luôn cho đến khi người thứ 10 và 10 người đứng đủ trên cái vòng tròn này mới là thành công. Khó quá. Đội nào hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn hơn rồi đó sẽ chiến thắng. Và bây giờ tôi sẽ mời các chuyên gia bắt đầu phần biện luận của mình. Em có thể mời một bạn trong team của anh Lâm ra để phỏng vấn được không ạ? Mời em. Anh mời em. Em bước ra đây. Anh mời em bước lên cái miếng đỏ đó cho anh. Trời ơi. Như mọi người đã thấy, đây là vị trí của 5 người. Thì mọi người hỏi thử xem, với hình thể của bạn này và những chú gà chip chip nhỏ bé của tôi thì ai có thể đứng đủ ở cái vòng tròn này? Tôi nói vậy thôi, còn lại tự mọi người suy nghĩ. Vâng. Cảm ơn em. Trong một cái nhà thì chúng ta cần cái gì ạ? Cái nền và cái trụ. Chính vì vậy, chiến lược chúng tôi là sẽ bắt anh bự nhất, anh dùng lực của mình và bám chặt lên đó. Và những thành viên còn lại tượng trưng cho những cái cành cây. Anh ta là thân cây, sẽ bám vào, bám vào, bám vào, bám vào để tạo nên một khối rất là vững chắc. Anh à, con người không phải là cục bột, mà bám vào cái vị trí của bạn này đứng rất là rộng. Và khi bám vào phải có cái điểm bám, nhưng mà như mọi người thấy, trên đây không hề có điểm bám. Và cái việc mà ẵm một hai đó lên, đó là một cái chuyện hết sức là...
gì đó anh? Khoan được. Dạ, impossible. Chị muốn phỏng vấn tiếp tục một bạn bên đây à? Mời anh. Cho anh hỏi là cái nơi mà bình thường tụi em tập luyện là ở đâu? Dạ, sân trường ạ. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ở sân trường là một cái phạm vi cố định. Ngày nào các bạn cũng, bởi vì các bạn là sinh viên trường đại học luật, cho nên lúc nào cũng phải tập ở cái sân trường của trường đại học luật. Nhưng các bạn của chúng tôi, các bạn tập ở đâu? Dạ, đa số là ở đường phố ạ. Vâng, đường phố. Lộ mèo qua mọi thứ ở trên cái đường phố. Yeah. Thì cái cây này xá gì? Xá gì mọi người ạ? Các bạn thử đứng so le cho tôi xem vóc dáng của các bạn được không ạ? Ok. Rõ ràng nhìn thì chúng ta thấy rằng là đội bên này ít nhiều gì thì vóc dáng cũng nhỏ người hơn là đội bên này. Nhưng mà từ nãy giờ các bạn quên nói về cái tính chuyên môn là bình thường họ làm gì. Tại vì không những chỉ đứng yên trên này mà còn là bật cao đi qua đây. Thì thưa các bạn rằng là nói về đội bật, ít nhiều tôi có niềm tin hơn với đội bên này. Tại vì các bạn làm những cái bộ môn quen thuộc với cái việc nhảy cao, nhảy xa. Nhưng trụ chân vững thì tôi là có niềm tin hơn ở bên Voi Việt Nam. Võ, cái cần đầu tiên là gì ạ? Là tấn. Chân tấn mà không chắc thì không học võ được. Và những cái đòn khóa tay, móc chéo. Thì lên đây tụi tôi sẽ móc lại, khóa lại, tạo nên một kiền ba chân. Cái đó thì đúng. Cái người nào lên trước, người nào lên sau, nó cũng là một chiến thuật. Ai tạo được cái điểm bám chắc cho những người còn lại lên. Cho nên chúng ta phải rất cân nhắc với lại những ý kiến của mình. 30 giây suy nghĩ, bắt đầu. Sau 3 tiếng đếm, cho tôi biết các bạn chọn đội xanh hay đội đỏ. Chuẩn bị giao bảng. 1, 2, 3. Bạn Tuân Phạm đã thay đổi ý kiến vào phút cuối. Như vậy là 3 đỏ, 1 xanh. Đồng nghĩa với việc 8 triệu sẽ chia cho 3 nếu đội đỏ thắng. Và sẽ chia cho một người là Tuân Phạm duy nhất nếu như đội xanh thắng. Cuộc chơi bắt đầu. Xin lưu ý với các bạn, chỉ cần một thành viên chạm vào sào hoặc là một thành viên ngã khỏi vòng tròn, cả nhóm phải trở lại và xuất phát để bắt đầu lại. Cho nên sẽ rất là mất sức nếu như ai phạm sai lầm. Các bạn hãy cố lên. Thời gian dành cho đội đỏ bắt đầu. Không tạo áp lực cho đội còn lại. Cảm ơn các bạn, nhưng phải khen ngợi là vì cái đội này nha, không lung lay luôn. Bất cứ một con người nào nhào vô không suy xuyển gì hết. Tôi không phục, tôi không phục. Lên. Không té luôn, không té luôn. Trời đất, ngồi dừa, trời dừa. Thưa quý vị, đây là câu chuyện bó đũa. Không
dễ gì xô ngã bó đũa đó đâu. Họ là những chiến binh thật sự. Chúc mừng đội đỏ một tràng vỗ tay. Và thời gian dành cho đội xanh bắt đầu. Lâu, dậy lên. Go. Rồi, xuất sắc luôn. Rồi, rồi. Bạn kia cuối cùng. Ôi, giỏi. Good. Mọi người hãy đỡ nhau nào. Cố gắng tận dụng thời gian nhá. Tiếp các bạn ơi! Go! Go! Ba người nữa thôi! Go! 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 Kết thúc. Tôi mời hai đội dàn ra với nhau ạ. Rất tự hào này các bạn. Hai đội của chúng ta đã thi đấu hết sức và họ thực sự xuất sắc trong những phần thể hiện. Tất cả cho một tràng vỗ tay để cổ vũ tinh thần. Rõ ràng là các bạn vận động viên đã làm tốt hơn rất nhiều so với sự quảng bá rất là không hợp lý của hai chuyên gia. Tốt hơn nhiều lắm so với quảng cáo, thật sự là như vậy. Đây là hàng chất lượng cao. Và ba người chơi bên này chọn đội màu đỏ, chỉ có một mình bạn Tuân Phạm là chọn đội màu xanh. Trên tay tôi là 4 lá ngân phiếu, tôi sẽ điền tiền vào cho người chiến thắng đúng không ạ? Có hai thành tích đã được xác lập lúc nãy. Một là 1 phút 13 giây và thành tích thứ hai là 47 giây. Wow. Tôi sẽ điền cho người chiến thắng số tiền của họ. Các bạn đừng ai nhìn tôi cả. Đứng giữa sân khấu kia đừng nhìn. Thôi một tim đó bình bình. Tôi sẽ trao ngân phiếu. Cho đội đỏ. Xin lỗi các bạn. Ờ, đi thắng rồi. Wow. Đọc đi hả? Đọc đi. Không đồng. Chiến thắng là đội xanh với thành tích 47 giây. Một lần nữa xin được chúc mừng đội xanh và cảm ơn các bạn đã cống hiến với phần trình diễn rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ đến với vòng 3 của chương trình sau vài phút nữa nào. Chúng ta đang trở lại với Thách Là Chơi. Và đây là vòng 3. Giải thưởng lên đến 20 triệu đồng. Wow. Xin giới thiệu đấu thủ ở vòng thi cuối cùng. Đó là vận động viên chơi môn xe đạp vượt chướng ngại vật Liêm Hiệp Tiến. Xin mời. Đi nào. Xin chào các vị khách mời. Xin chào các anh các chị. Em tên là Liêm Hiệp Tiến. Năm nay em 22 tuổi. À, hiện tại thì em đang làm công việc là lập trình viên. Niềm đam mê của em đó chính là bộ môn xe đạp trail bike này, xe đạp vượt chướng ngại vật. Ngày hôm nay bạn ấy làm gì? Ngày hôm nay người chơi của chúng ta sẽ xuất phát từ điểm trong cái lòng đó, chạy vượt qua một cái xà đơn 0.8m. Đó, chạy qua đây. Chúng ta vượt qua một cái cầu 3m. Cái cầu này bập bênh đúng không ạ? Nó là bập bênh. Xin mời. Qua luôn anh. Gãy cái cần. Anh có vợ rồi, đi trước đi.
Chào bạn ấy nha. Đi mà còn như vậy chứ đừng nói là chạy xe đạp nhá. Và phóng qua cái hồ cá 1,5 m. Bay qua luôn đó. Bay qua đây luôn. Rồi, chạy qua đây, phóng lên nước thang đầu tiên. Ôi sao lên được 1 m. Ủa lên cầu gì ta? Nước thứ hai 1.3 m. Nước thứ ba 1.6 m. Nước thứ tư 1.8 m. Mà chỗ này hỏng, từ đây qua tới đây 1.2 m được chưa? Ôi. Và ta kết thúc như thế nào ạ? À? Từ đây phóng xuống. Trời. Mà vẫn trụ được trên chiếc xe, không té thì được tính 1 round. Trời. Và tôi nói với các bạn là chưa bao giờ anh ấy thực hiện một thử thách khó như vậy trong đời. Nhưng chúng ta không tính là hoàn thành được hay không, chúng ta tính là anh ta phải làm điều này trong bao lâu. Cái round này được tính theo giây đồng hồ thưa các chị. Bước 1 là từ 70 đến 61 giây. Round 2 là 60 đến 51 giây. Round 3 là 50 đến 41 giây. Round 4 là 40 đến 36 giây. Và round cuối là 35 đến 30 giây. Và bây giờ xin mời các bạn đặt câu hỏi để có thêm điều kiện mà suy đoán. Em có hỏi đầu tiên. Mời em. Trước tiên là xin phép em hỏi anh là anh có tự tin là anh có thể chiến thắng không? Mình không tự tin là có thể nhanh đến cái mức nhanh nhất, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ hoàn thành được. Cho mình hỏi là mấy cái thử thách ở đây này, thử thách nào là thử thách khó nhất đối với bạn? Mình nghĩ là bay lên. Bay lên cái cao là coi cái 1 m khó nhất đúng không? Yeah. Anh theo cái bộ môn này lâu chưa? Em theo đuổi bộ môn này đến nay gần 8 năm. 8 năm à? 8 năm đủ kinh nghiệm rồi. Bây giờ các bạn có 30 giây. 30 giây suy nghĩ bắt đầu. Thầy giám thị rút ngắn thời gian cho các thí sinh quá lâu ạ. Trong các bộ môn khó nhất là áp lực thời gian, chứ còn sức nặng hay độ chịu đựng gì thì mình còn quyết tâm được. Yếu tố thời gian là yếu tố vừa may rủi mà vừa tâm lý nữa. Thế nên tôi nghĩ rằng là thi cái gì mà về thời gian là khó nhất. Đúng rồi. Nên tôi chúc bạn may mắn, bạn sẽ được thực hiện 3 lần, chúng tôi sẽ lấy kết quả cao nhất. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Mời bạn Liêm Hiệp Tiến sẽ mang đến cho chúng ta vinh quang. Hãy cổ vũ cho bạn. Thử thách lần 1 bắt đầu. Không báo thời gian để cho các bạn ngồi hồi hộp chơi. Em cứ tiếp tục làm 2 lần còn lại của em, tôi sẽ công bố cho em biết từng phút giây mà em đã chiến thắng được. Mời em bước vào thử thách lần 2. Thử thách lần 2 bắt đầu. Ôi trời ơi, trời ơi anh ơi. Thử thách lần 2 thất bại. Bạn hãy tập trung, chỉ còn 1 lần thôi.
Bạn đã làm mất một lần của mình rồi. Cố gắng lên bạn nhé. Thật bình tĩnh. Đây là cơ hội cuối của bạn. Thử thách lần 3 và cũng là lần cuối cùng bắt đầu. Quá đơn giản. Điệu nghệ nhỉ? Khó, cái này khó. Ôi, chỗ này vẫn sợ nhá. Chúng ta có kêu thương lao vào trò chơi thế gian. Cảm giác của bạn này không biết dừng lại luôn, không quá. Sợ gì cả. Để xin mời 4 người chơi ra đứng gần bạn ấy ạ. Trên tay tôi là kết quả của 4 người chơi. Tôi xin mỗi một người đọc cho tôi một kết quả mà những người chơi này đã đặt niềm tin vào bạn Liêm Hiệp Tiến của chúng ta. Xin mời bạn ạ. Đầu tiên là khách mời Sun HT. Số 3 là Minh Tây. Mức 4. Mức 4. Và Duy Thanh cũng là mức 4. Tun. Đây là mức 3. Bạn tự dự đoán. Bạn mức 3. Cái này thì theo em cảm nhận thì chắc là tầm từ mức 3 đến 4. Bạn thi 3 lần. Mức đầu tiên mà bạn đạt được là 0. Đúng ạ. Fail lần thứ 2 coi như mất lượt. Và còn 2 lượt thành công. Trong đó có 1 lần. Số giây là 42 giây. Mình nghĩ là đang nằm ở mức 3. Ai mức 3 giây đây? Và có một lần còn lại. Con số thứ hai có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn, đúng không ạ? Vâng. Có một lần là 42 giây nằm ở mức 3. Ôi, ôi, quá nhiều. Và có một lần thứ hai. Nhiều hơn nãy rồi này. Nó nằm ở số giây là... mười bốn giây mức 5. Xin chia buồn cùng với 4 người chơi bởi vì không ai đoán đúng cả. Và 34 giây lại là lần thi đầu tiên của anh ấy. Anh ta hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng 20 triệu đồng. Quá xịn luôn. Liên Hiệp Tiến, thưa quý vị, cảm ơn em đã đến đây công hiến. Em xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn chương trình. Tất cả những gì mà họ đã có được từ đầu chương trình đến giờ đều là ảo giác. Sao thế anh? Bởi vì sự thật đang nằm ở con người này. Anh ta mới là người quyết định các bạn mang về bao nhiêu tiền. Tôi muốn Mr. Vali hãy tổng kết lại cho tôi biết là hiện tại thì gia tài của những người chơi đã có những gì ạ? Sau 3 vòng chơi, 4 người chơi đã đặt niềm tin vô căn cứ vào 2 chuyên gia. Chuyên gia chém gió, chuyên gia bịa đặt. Không có cơ sở khoa học nào. Cụ thể được số tiền như sau: Tun Phạm được cao nhất 8 triệu, Sunate được 4 triệu. Hai người chơi còn lại không được đồng nào cả. Ồ, wow. Hợp lý. Mọi người hình như là mục đích đến đây là chơi cho vui. Chỉ qua một cái màn công bố nhỏ nhỏ, chúng ta có thể thấy rằng là anh ta có vẻ rất là nhẫn tâm. Nhưng mà thưa các bạn, đó là sự thật ạ. Xin mời Mr. Vali hãy cho tôi biết những gì mà họ đã bỏ lỡ. Mong là toàn chia với trừ. Ẩn số ở trong phong bì đầu tiên là phép cộng. Và số tiền là không có gì. May. Ở phong bì thứ hai cũng lại là phép cộng. Nhưng chúng tôi cộng 5. Wow. 18 triệu. Mất 5 triệu rồi. Tương tự ở phong bì thứ ba cũng là phép cộng. Thế ở trên kia là cái gì? Trừ và chia bạn. Cộng số tiền bạn đang có. Được 8 triệu thêm 8 triệu. Ui. Nhân đôi. Nhưng bạn này mà có là 16 triệu. Bạn này có thì vẫn không đồng.
Và cuối cùng cũng đã có một cái dấu trừ. Chúng ta trừ đi tất cả những gì bạn đang có. May. Tiếp theo là chia. Chia gì đây? 2, 3. Chia 2. Hello, này được luôn nha. Ok. Ổn. Và phương diện cuối cùng là cộng 2 triệu. Wow. Chắc hết cộng. Ở đây hơi nhiều cộng. Bây giờ là số phận thật của họ. Xin mời. Em đến đây kiếm vốn để quay MV mà có vẻ về tay trắng rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phong bì của ca sĩ Sĩ Thanh. Đã hiện ra phép trừ. Chị ơi, trừ 2 triệu đồng. Không, 2 triệu nha. Bé nó bệnh luôn rồi. Được. Chị ở lại đây luôn nè. Cầm mà gặm nhắm nỗi đau lại. Cầm sổ nợ nha. Tiếp tục là của bạn Minty. Dạ. Và tín hiệu tốt cho bạn Minty khi mà chúng ta mở ra, chúng ta đã thấy có dấu chia sẵn. Yeah. Chia cái gì? Chia 2. Vẫn bằng không. Cầm sổ hộ nghèo giùm. Gia đình này là gia đình còn được trợ giúp. Đây, phong bì thứ 3. Còn cái nhân 5 đúng không? Ai chém ấy? Phong bì thứ 3 của Sun HT. Trời ơi, quái trời. Nhân. Em ơi. Chưa chắc. Nhân gì trả được? Nhân không thì sao? Nhân không chết. Nhân 1,25 là. Cố là phép toán cho em. Khoan xí, để làm. Bây giờ đang có bao nhiêu? 4 ạ. Nhân 1,25 bao nhiêu? Anh không làm được, giám đốc chương trình anh nhìn anh kìa. Anh phải trả lời liền cho tôi. 4 nhân 1,25 là bao nhiêu? 5 triệu, 0,25 là 1/4, thì có nghĩa là cộng thêm 1/4 nữa. 1/4 của 4 triệu là 1 triệu, là bạn được 5 triệu đồng. Chúc mừng. Đây là phong bì cuối cùng của cái người mà từ nãy đến giờ cứ nghĩ là nhân 5 rồi, nhân 3 rồi. Có tiền đâu. Bởi vì theo em, gieo hạt hào phóng sẽ được sự giàu có mọi người ạ. Gieo hào phóng thì được. Dấu trừ. Mr. Vali, hãy đọc to lên định mệnh của bạn ấy. Trừ đi 5 triệu đồng. Cũng là 5, nhưng là trừ 5 thì quý vị. Đâu, đâu quá mẹ ơi. Thưa quý vị, cuối cùng bạn Tuân của chúng ta nhận được 3 triệu đồng. Vâng, đến lúc này thì chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến với chương trình của chúng tôi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Medicine Media Group thực hiện, được phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và không quên cảm ơn mì Cocomi 90 siêu năng lượng vượt thách thức phải dư sức đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đang đến với chương trình Hát là chơi. Thì thật sự ngày hôm nay tôi mặc bộ đồ như vậy, chắc chắn mọi người đang biết tôi làm nghề gì rồi. Tôi làm bartender. Thì nãy giờ các bạn chắc là khát nước rồi đúng không? Thì bây giờ tôi mời bạn order. Quán em có bán cà phê đen và cà phê đá. Nếu như anh thấy mệt quá thì anh uống một ly chấm banh. Uống gì order giùm em à? Dạ. Đổi suối giùm anh đi, có suối thôi. Cái lực tay phải của chị mạnh hơn nha.